Indonesia điều tra 99 ca trẻ em tử vong do suy thận nghi ngờ siro ho. Một quan chức Bộ Y tế Indonesia cho biết gần 100 trẻ em đã tử vong do suy thận cấp tính ở nước này trong năm nay. Và một nhóm chuyên gia đang điều tra sự gia tăng đột biến trong số ca tử vong sau khi chính phủ Gambia điều tra cái chết của 70 trẻ em do suy thận cấp tính. Các ca tử vong ở Gambia có liên quan đến siro paracetamol được sử dụng để điều trị sốt, có chứa hàm lượng diethylene glycol và ethylene glycol quá cao. Tuy nhiên, các quan chức thuộc Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm ở Indonesia đã khẳng định là những sản phẩm này không có tại nước này. Họ cũng cho biết thành phần dược liệu nói trên đã bị cấm trong tất cả các loại siro ho cho trẻ em được bán ở Indonesia, mặc dù mối liên hệ với siro paracetamol chưa được chứng minh. Nhưng cô Widi vẫn lo ngại. Tôi có một đứa con nhỏ 2 tuổi và nếu siro ho gây tử vong cho con tôi sẽ không cho con sử dụng. Những gì tôi biết bây giờ là nó không chỉ ảnh hưởng đến siro ho dành cho trẻ em, siro ho cho người lớn cũng tạm thời ngừng được sử dụng. Theo tôi được biết là như vậy vì tôi cũng làm trong một hiệu thuốc. Người phát ngôn của Bộ Y tế trong một cuộc họp báo tại Jakarta cho biết tính đến ngày 18 tháng 10, thì giới chức Indonesia đã xác định 206 trường hợp bị suy thận ở trẻ em, 99 ca đã tử vong. Ông cho biết, để đề phòng, Bộ Y tế đã yêu cầu các nhân viên ở tất cả các cơ sở y tế tạm thời ngừng kê đơn hoặc là cung cấp bất kỳ loại thuốc dạng lỏng siro nào cho đến khi nghiên cứu và điều tra của chúng tôi hoàn tất. Bộ Y tế nước này đã mua loại thuốc đặc trị cho bệnh suy thận để giải quyết tình trạng số ca bệnh tăng mạnh. Cơ quan chức y tế và nhi khoa địa phương cùng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới đang điều tra sự gia tăng số ca tử vong với sự tham vấn của các chuyên gia WHO điều tra các trường hợp ở Gambia. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.